Xin chào, giới thiệu về gì của ông Đinh Văn Trịnh, phó hiệu trưởng trường Trần Quế Khải. Bà Nguyễn Thị Kim Anh, giáo viên chủ nhiệm lớp 9A1. Chịu ô nhiễm môi trường đất quận 12 ta cũng phải hứng chịu việc ô nhiễm môi trường nước.
gì đó không? Là một hành